Câu hỏi thứ nhất từ YouTube của bạn tên là Lệ Thủy. Bạn Thủy hỏi rằng: Kính bạch Thầy, Thầy cho con hỏi, con đi khám bệnh đủ mọi nơi nhưng không có phát hiện ra bệnh gì. Người con mỏi mệt, không có sức lực, mà cứ đi viện thì con đỡ mà về nhà con lại bị. Người con đau nhức, đêm nào con cũng ngủ mê, mê sảng, mơ thấy ma. Không biết có phải do con bị phần âm tác động không mà lại thành ra như vậy. Con xin Thầy hãy giúp con, xin Thầy hãy chỉ cho con phải làm gì bây giờ ? Con xin cảm tạ ân Thầy. Âm thanh hơi bị vang rồi con ơi. Ở dưới nghe có bị vang lắm không? Nghe được không? Thầy xin trả lời cho bạn Lệ Thủy và đại chúng cùng nghe thế này. Cái việc mà nói bệnh ấy thì chúng ta cũng biết mà. Nơi con người chúng ta thì tại người thì chúng ta có hai phần: thân bệnh hoặc là tâm bệnh. Còn khiến cho chúng ta có bệnh thì nó có rất nhiều các cái duyên, nhiều cái nhân và cái duyên khác nhau. Nghe không? Rất là nhiều. Ví dụ như là do tai nạn, chúng ta bị một cái tai nạn gì đó rồi cũng sinh ra bệnh. Không? Bị ngã, bị này, bị khác, chấn thương, bị tai nạn, nó sinh ra bệnh từ đó. Thế rồi chúng ta có thể là do cái sinh lý cơ thể nó cũng sinh ra bệnh. Do sinh hoạt vô độ cũng sinh ra bệnh. Do môi trường xấu như bây giờ đấy, không khí và nước ô nhiễm cũng sinh bệnh. Rồi đủ thứ, kể cả trong một cái môi trường văn hóa xấu cũng khiến chúng ta sinh ra bệnh rất nhiều. Đó. Thế rồi về mặt tâm linh, có những cái bệnh do tâm linh. Thứ nhất là tâm linh là nghiệp báo. Đấy, nghiệp báo khiến mình mắc bệnh. Trong tiền kiếp mình làm cái việc ác nào đó, sau giờ mình bị quả báo. Nó quả báo này á, cho đến kể cả người tu cũng phải trả nghiệp hết ấy, thưa đại chúng. Không phải người tu là không có bệnh đâu. Thời Đức Phật rất nhiều các vị tỳ kheo bị bệnh rất là nặng, rất là đau đớn, vẫn phải trả nghiệp mà. Đã tạo nghiệp thì phải trả. Thế còn khi chúng ta có tu thì sẽ có chuyển. Chuyển nhiều hay chuyển ít là do sức của mình tu tập như thế nào. Kể cả cái gọi là định nghiệp ý, ở đây Thầy nói một chút về cái định nghiệp. Thường thì nói là định nghiệp tức là không thể chuyển, tức là không chuyển được cái kết quả nó sẽ xảy ra trong kiếp này thôi. Nhưng mà tu nó sẽ chuyển không nhiều thì ít, thưa đại chúng. Nó sẽ chuyển, nhất khoát là chuyển, và sang kiếp sau thì nó sẽ nhẹ đi. Nó sẽ nhẹ đi. Chứ không phải nói định nghiệp là không thể chuyển, vẫn có chuyển nhưng mà chuyển không thể chuyển hết được cái nó sẽ xảy ra. Đấy, thưa đại chúng, nó có chuyển. Chứ tu mà nó không chuyển thì là không đúng lý. Tu kiểu gì có tu tập đúng là sẽ chuyển. Chuyển được hết hay không chuyển được hết thôi. Chúng ta chuyển hết thì cái việc đó không xảy ra nữa. Còn không chuyển được hết thì việc ấy nó vẫn xảy ra. Nhưng nó sẽ nhẹ đi. Đấy, thì chúng ta nhớ như vậy. Đấy, đấy là bệnh do nghiệp báo. Bệnh do oan gia trái chủ, báo oán. Như là Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư đấy, bị oan gia trái chủ 10 kiếp trước nó về báo oán, thành cái mụn ghẻ mặt người. Nên chùa chúng ta thì quá là dành và hiểu về cái chuyện oan gia trái chủ báo oán rồi. Đấy, các vong linh họ theo họ báo oán, và vong thai theo báo oán rất nhiều. Đấy nhá. Thế cái bệnh nữa là do quỷ thần họ trách phạt mình. Mình ăn ở linh tinh, rồi mình quấy nhiễu quỷ thần, mình ô nhiễm họ, hay là mình phá nơi ăn trốn ở của quỷ thần. Quỷ thần nó phạt cho. Đại chúng mệt lắm đấy, chặt cây của họ, đào đất của họ, phạt, phá miếu, phá miếc, linh tinh. Rồi bệnh do ma nó hành, đấy, không phải là quỷ thần mà là các loại vong linh ma nó hành, nó có duyên, có nợ với mình, nó đến hành mình, thưa đại chúng. Như vậy chúng ta thấy là rất nhiều cái duyên khiến cho mình sinh ra bệnh. Bây giờ y khoa thì mới chỉ biết được những cái bệnh về mặt thân thôi, về sinh lý cơ thể. Anh khám ra anh phát hiện là bị u cái này, u cái kia, nhưng không biết nguyên nhân từ đâu sinh u, nguyên nhân từ đâu mà nó lại mắc cái bệnh này. Khó, rất khó. Sâu xa, tìm ra đến gốc gác sâu xa rất là khó. Nên Thầy vẫn ao ước làm sao mà có cái kết hợp được giữa Phật học và y học thì nó rất là tuyệt vời. Đó là một cái sự điều trị rất tốt cho con người, toàn diện giữa Phật học và y học.
Đấy. Thế nếu ở đây bạn này bạn nói rằng bạn đi khám bệnh không ra bệnh gì, đến bệnh viện thì thấy cảm thấy đỡ, về nhà lại đâu vào đấy lại bị đau, thì có khả năng rất cao bạn ấy bị bệnh về mặt tâm linh, hoặc nghiệp báo, hoặc bị oan gia trái chủ nhá, hoặc là bị ma quỷ nó hành mình. Đó, nếu mà bị như vậy, nếu xác định là bị về phần tâm linh rồi thì chỉ có tu tập Phật Pháp mới chuyển hóa được thôi. Và chùa mình thì thầy nói là riêng về bệnh, về nghiệp báo tâm linh, oan gia trái chủ thì chùa Ba Vàng là cái chỗ mà hướng dẫn tu tập chuyển hóa, hóa giải đặc biệt nhất hiện nay cho đại chúng. Thế còn nếu mà những cái bệnh về mặt thân thể đấy, không? Thì cứ đến bệnh viện mà sửa chữa, mà cắt mờ mổ mờ này khác. Thế còn riêng về bệnh tâm linh, nghiệp báo, oan gia trái chủ thì chùa Ba Vàng là có chương trình tu tập, có cái liệu pháp tu tập để cho mình chuyển hóa nghiệp hẳn hoi. Và rất nhiều người chuyển hóa bệnh mà, đại chúng. Đấy, vì cái phần này thì nó đúng rồi. Vì pháp Phật là điều trị cái phần này là rất là chuẩn luôn. Đó. Nên nếu mà bạn này á, tin được cái điều này, biết là mình có phần tâm linh nó tác động, thì bạn có thể về chùa tham khảo những cái chương trình tu tập của chùa. Bài tu số 8 là bài tu rất căn bản để chuyển hóa nghiệp dành cho những người ở xa. Đó, thì bạn có thể về bạn tham khảo nhé. Và nếu được nữa thì có thể là tham gia vào đạo tràng Phật tử của chùa để được đạo tràng ta hướng dẫn một cách chi tiết tu tập, thì chắc chắn thầy nghĩ là cái nghiệp này của bạn nó sẽ chuyển được, khi mà không phải là bệnh về thân. Bác sĩ khám không ra bệnh thì chắc chắn là bệnh về nghiệp rồi, về oan gia trái chủ, thì tu tập đúng Phật pháp nó sẽ chuyển hóa nhé. Trong kinh Đức Phật có nói đến cái viên ngọc Mani, gọi là Mani Bảo Châu. Thì viên ngọc này nó vô cùng là quý, vô cùng là hiếm, cực kỳ quý hiếm. Có lẽ phải xuống tới tận Long Cung thì mới có thể lấy được. Phải xuống đến cái chỗ mà của vua rồng ở dưới Long Cung thì mới có thể lấy được. Chứ trên mặt đất này chắc không có viên ngọc này. Thế thì theo như trong truyền thuyết mà nói thì cái viên ngọc này nó quý lắm. Mani, Minh Châu mà, đấy, ngọc Minh Châu. Nó gọi là Minh Châu, tức là viên ngọc rất là sáng. Rất là sáng. Và nó có cái đặc biệt là nó không bao giờ nó dính bụi bẩn, tức là không có bụi bẩn gì dính vào nó được. Nó mà để vào trong nước thì nước bẩn đến mấy, đục đến mấy thì nước nó trở thành trong. Hay để vào chỗ nào mà có chất độc, có độc tố thì cái độc ấy đều tiêu hết. Nhớ lại chúng. Tức là nó diệt trừ tất cả những cái độc hại đối với con người, đối với sinh vật sống, là diệt trừ. Thế và trong kinh còn nói là cái viên ngọc Minh Châu này, ngọc Mani này thì nó còn có thể làm cho con người ta thành tựu được những cái mong muốn, sở nguyện nó được thành tựu. Đó. Thế cho nên cái viên ngọc Mani này còn có tên là Ngọc Như Ý Bảo Châu, Như Ý Bảo Châu, hay còn gọi là Ngọc Ly Cấu, Ngọc Ước. Đó. Chúng ta biết viên ngọc như thế này thì quả thật tìm ở trên trái đất này là không thể có. Chắc là phải ở trong những cái động của những cái vị thần tiên, trong những cái động của Long Thần mới có thể có được. Thế còn trên mặt đất này tìm thì chắc không thể có. Nhưng mà chúng ta biết là trong kinh nói đến là có cái loại ngọc này rất là quý báu như vậy, ngọc Mani. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng vào văn kinh để xem hai cái vị trí giả này, vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên dạy chúng ta điều gì, học được từ viên ngọc Mani này nha. Thầy xin đọc văn kinh. Tỳ kheo Na Tiên thưa với vua Milanda rằng: về ngọc Mani thì có ba tính chất, tâu đại vương. Thứ nhất, ngọc Mani trong sạch, thuần khiết. Cũng vậy, bậc hành giả có giới hạnh, nuôi mạng trong sạch và thuần khiết như ngọc Mani vậy. Đó. Cái điều thứ nhất ấy, thì Kheo Na Tiên nói với vua Milanda rằng ngọc Mani nó có ba cái điều, có ba cái tính chất mà một cái vị tu hành, một hành giả có thể học được từ ngọc Mani.
Thì cái tính chất thứ nhất ý, là ngọc mani nó rất là trong sạch, thuần khiết, đúng không? Đấy, cho nên gọi là minh châu mà. Cái chữ châu là ngọc đấy, minh tức là nó rất là sáng. Mà chúng ta biết nó sáng thì nó phải trong. Đại chúng thấy không? Có trong thì mới sáng được. Không trong thì làm sao mà sáng? Nó phải trong nó mới sáng. Nó đục không sáng được. Cho nên nó rất là trong, cho nên gọi là nó rất là trong sạch. Mà nó thuần khiết, tức là nó một màu thuần khiết. Thì cũng vậy, ở đây một cái vị hành giả tu tập Phật Pháp, nếu mà có giới hạnh thì cái vị hành giả đó phải nuôi mạng một cách trong sạch, thuần khiết như ngọc mani vậy. Bây giờ chúng ta đi đường á, thì hay thấy các cái cửa hàng họ bán những các cái vật trang trí phong thủy, hay bán những cái quả cầu thủy tinh ấy, nó cũng trong vắt đấy, nghe không? Nó rất là trong, nhưng mà đấy cũng chưa phải là mani được. Mặc dù nó có thể là đá ngọc, nhưng mà chưa phải là mani. Vậy thì cái mani này nó rất là đặc biệt đấy. Thế thì cái viên ngọc mani này á, cái thể tính nó trong sạch thuần khiết như vậy, rất là trong sạch thuần khiết. Người tu chúng ta cũng thế. Ở đời này đại chúng thấy cái sự trong sạch nó cần lắm. Không khí cũng cần không khí trong sạch, nước cũng cần nước trong sạch, thức ăn cũng cần thức ăn sạch, không bị ô nhiễm. Và chúng ta gọi là con người nhiều khi cũng phải làm sạch cơ thể. Một số các cô, các bà bây giờ cũng ở lâu lâu gọi là thải độc cho cơ thể nó sạch. Nó bị nhiễm độc nhiều quá rồi, ăn uống tạp nham, toàn thân nó nhiễm độc. Các độc tố nó tích tụ ở trong gan, trong thận, trong đủ các thứ, nó sinh ra đủ các loại bệnh. Bây giờ gọi là phải thải độc, làm sạch cơ thể. Đó. Hay là một số nước bây giờ là họ bị ô nhiễm không khí quá. Như ở Bắc Kinh, thủ đô Bắc Kinh là không khí ô nhiễm nhất thế giới. Cho nên bây giờ có những lời người ta là bán không khí, người ta đóng không khí vào những cái hộp giấy rồi mang đến để bán. Xuất khẩu không khí, lấy không khí ở những cái chỗ trong sạch như trên đỉnh núi Himalaya, đó, mang về xong rồi bán. Có khi lấy không khí ở chùa vàng mình đi bán cũng được, nó cũng rất là sạch. Đấy, thưa đại chúng, ngay Hà Nội chúng ta đấy, thủ đô Hà Nội chúng ta, cái nồng độ ô nhiễm của không khí của Hà Nội cũng đứng vào cái top đầu của thế giới đấy, thưa đại chúng, không phải là thường đâu. Trong một cái môi trường không khí mà thầy đi về Hà Nội là đến cái cầu Long, đến cái cầu mà Trương Dương, nhìn sang là nhìn sang phía Hà Nội là thấy nó mờ, nó mịt mù rồi, nó một cái lớp khói mờ nó phủ của khói bụi và của tất cả những khí thải, cho nên nó rất là ảnh hưởng. Cho nên thực sự là sống ở thủ đô, nói gọi là sống để sướng thì không phải là thật là sướng đâu. Mà ngày xưa về thủ đô thì có điện, có phương tiện tốt đẹp, còn bây giờ ở nhà quê chúng ta cũng có đủ hết, có điện, xe rất là tiện lợi, không khí lại trong lành, phải không? Vườn cây ao cá và rất sạch sẽ, phải không? Có hồ, có sông tắm táp hơn Hà Nội đấy. Cho nên là nhiều vị khi có điều kiện ở thành phố rồi họ lại thích mua đất ở nhà quê. Về những cái vùng nông thôn hay là về trong những cái vùng rừng núi ở cho nó được trong sạch. Cái đó là một cái rất cần thiết, thầy chúng. Cái sự trong sạch rất cần thiết, một môi trường trong sạch rất cần thiết, và một tâm hồn trong sạch cũng vô cùng cần thiết như vậy đấy. Nếu một cái tâm hồn không trong sạch thì nó cũng sinh ra rất nhiều thứ ô nhiễm, đau khổ cho chúng ta. Thế thì ở đây chúng ta hãy tưởng tượng về viên ngọc mani. Thôi cứ lấy cái viên, cái quả cầu thủy tinh, chúng ta tưởng tượng được nó trong như thế nào, nó sạch như thế nào. Phá lê vào, trong sạch. Làm sao tu tập mà để chúng ta rèn luyện mình cũng được trong sạch như vậy. Thế thì kính thưa đại chúng, đối với người tu hành, cái bước đầu của người tu hành, bước chân vào con đường tu tập, đầu tiên là phải tu tập về giới, thực tập về giới, cũng gọi là thực hành giới đức. Cái giới này còn gọi là giới đức vì cái giới này nó là những cái đạo đức rất căn bản của chúng ta. Như Phật tử tại gia, khi thọ tam quy rồi thì lập tức được truyền thêm ngũ giới.
cũng gọi là ngũ giới đức, là năm điều đạo đức căn bản của một người Phật tử sống đời sống tại gia. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối láo và không nghiện ngập. Năm cái này chính là năm cái đức rất là tốt lành của đời sống một người cư sĩ Phật tử ở tại gia. Âm thanh hơi vang đấy con ạ. Thế thì chúng ta thấy còn người xuất gia thì tu từ năm giới lại tu lên, 8 giới, 10 giới, rồi 250 giới của tỳ kheo, 348 giới của tỳ kheo ni. Đó. Thế thì tại sao cái bước đầu của người tu tập là phải thực hành giới này? Cho nên Đức Phật gọi là giới là gì? Giới là căn bản của người tu học Phật Pháp. Giới là nền tảng của tòa nhà Phật Pháp, là nền móng đấy. Tòa nhà Phật Pháp được xây dựng trên cái nền móng là giới luật. Nếu không có giới luật thì cả cái tòa nhà Phật Pháp này đều sụp đổ hết. Cho nên chúng ta mạt Pháp, gọi là mạt Pháp là mạt từ cái giới này này, là không còn người nào tu trì giới nữa, chư Tăng không tu trì giới nữa, Phật tử không giữ giới nữa. Đấy là mạt Pháp đấy. Thế cho nên trong Kinh Di Giáo Đức Phật mới dạy sao? Khi Đức Phật nhập diệt, trước khi Ngài nhập diệt, Ngài có căn dặn chư Tăng: các ông hãy tôn kính Ba La Đề Mộc Xoa, tức là tôn kính cái giới luật này như là ta còn tại thế vậy, kính giới như kính Phật. Giới Pháp là bậc thầy của các ông đấy. Giới Pháp còn thì giống như là Phật còn tại thế. Đó. Và giới Pháp là mạng mạch của Phật Pháp. Giới Pháp mà diệt thì Phật Pháp cũng sẽ diệt mất. Tại sao thế gian người ta chê cười? Chê cười chúng ta là vì chúng ta không giữ giới. Chứ còn Tăng Ni và Phật tử ai cũng giữ gìn giới thì thế gian không có cớ gì để chê cười chúng ta được. Vì giới nó là những cái điều đạo đức tốt đẹp, thưa đại chúng. Nó rất là quan trọng. Cho nên nói tu học Phật Pháp, cái bước đầu tiên chính là tu tập giới luật. Đấy, một vị xuất gia thọ tỳ kheo thì ít nhất 5 năm đầu là phải học thực hành giới luật. Ngũ hạ dĩ tiền tinh chuyên giới luật cơ mà. 5 hạ đầu tiên là thọ tỳ kheo rồi, 5 năm đầu là nhớ giới, thực hành giới tinh chuyên, kiểm thúc thân tâm mình ít nhất 5 năm đầu. Ngũ hạ dĩ hậu phương nãi thính giáo thăm thiền, 5 năm hạ về sau mới tính cái chuyện học giáo tham thiền. Đấy là trong luật Phật nói đấy. Đấy. Cho nên chúng ta thấy cái giới quan trọng lắm. Cho nên cái đầu tiên ấy là phải học giới đức. Thưa đại chúng, chúng ta quy y Tam Bảo, quy y xong rồi cũng gọi là Phật tử. Nhưng mà cái chữ Phật tử ấy nó chưa được gọi là trọn nghĩa đâu. Cho nên quy y xong phải thọ trì ngũ giới nữa thì mới đúng đầy đủ ý nghĩa một người Phật tử tại gia. Mới đúng thế đấy. Chứ còn chỉ quy y không thì cũng gọi Phật tử nhưng chưa tròn nghĩa đâu. Phải giữ trọn năm giới nữa, thực hành năm giới. Nếu không giữ được năm giới, giữ ba giới thì gọi là thiếu phận Phật tử, thiếu phận ưu bà tắc, ưu bà di. Giữ tròn năm giới thì gọi là mãn phận, tức là đầy đủ phận sự, bổn phận của một người Phật tử. Cũng giống như chúng ta đã sinh ra con, mình đẻ ra con thì có thể đứa con ấy gọi là người được rồi, vì do người đẻ ra. Nhưng mà cái chữ người ấy thực sự nó vẫn chưa đủ nghĩa. Cái đứa bé thì sau này lớn lên mà trở thành một cái người mà gọi là đầu trộm đuôi cướp, phải không? Sẵn sàng giết người, đâm thuê, chém mướn, vân vân. Sống như một con thú, phải không? Không biết hiếu lễ, rất là gọi là mất hết nhân tính. Đại chúng hiểu không? Thì cái đấy tuy gọi là hình người mà không phải là người. Cho nên người ta nói vẫn có những con người là thú đấy. Tuy nó là hình dáng người nhưng hoàn toàn là con thú. Cho nên đẻ ra là hình người, gọi là người thì cũng là gọi tạm. Còn để trở thành một con người thật sự đúng với cái chữ gọi là nhân ấy, chữ người đấy, thì không phải đơn giản. Phải là quá trình học tập rèn rũa. Đó, thưa đại chúng. Chúng ta nhớ, phải không? Rất nhiều con người tuy là hình người nhưng mà
hoàn toàn là tính chất của một con thú vật. Vào, sống thì loạn luân, vào, không biết tôn ti, vào, hoàn toàn là vô đạo đức, bất thiếu cha mẹ, không thể gọi là người, tuy có mang hình người. Đấy. Cho nên Thầy rất nhớ một cái định nghĩa của triết học duy vật, họ nói con người là gì? Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, chứ không phải con người chỉ là cái thân xác hình người. Cái con người đấy, cái đứa bé đấy đẻ ra mà chúng ta mang nó vào trong rừng cho nó ở với bầy thú, một thời gian sau nó hệt như con thú luôn. Nó cũng gầm, cũng rú, nó cũng xé xác con vật nó ăn, nó cũng leo trèo như con thú vậy đó. Nó không có tính người, người ta làm thí nghiệm rồi đấy. Có mấy cái ông gọi là mấy cái nhà nghiên cứu ở nước ngoài trước đây, họ đã từng thí nghiệm như vậy. Có như họ mang luôn con họ cho vào rừng sống thử với bầy đàn, với khỉ ở trong rừng, và quả thật đứa bé đấy về sau nó hoàn toàn như một con khỉ. Về sau thì ông có mang về và chăm sóc nó lại, nhưng cái tính nết của nó không sửa được nữa, rất khó sửa. Tuy là thân người nhưng mà ở với thú nó trở thành thú luôn. Vậy cho nên quy y tam bảo xong gọi là Phật tử, nhưng chưa đầy đủ, chưa trọn nghĩa đâu. Để là Phật tử phải giữ từ năm giới này, giữ được năm giới này, tu tập năm giới này mới xứng danh là Phật tử. Đấy, chúng ta thấy vậy thì cũng thế, người xuất gia tu đạo Phật cũng thế, thì lấy giới luật làm cái căn bản để tu tập, lấy giới luật để nghiêm thân mình, và lấy giới luật để nghiêm thân mình, sửa tật xấu của mình. Tất cả mọi các cái đức nó hình thành từ cái giới này, cho nên gọi là giới đức. Trong kinh Đức Phật nói tam vô lậu học là giới, định và tuệ. Có giới được trong sạch, được thanh tịnh thì rồi mới có thể có được định. Có định ấy, có là chính định thì mới có được chính tuệ. Thế đại chúng, con đường tu tập Phật pháp là giới, định, tuệ, không thể ra ngoài. Thế cho nên ở đây Na Tiên nói một vị hành giả có giới, tức là người đã gọi là người tu, là phải học giới, phải thực tập giới, phải giữ giới. Đương nhiên chúng ta biết trong quá trình thực tập giới thì chúng ta không phải là giữ gìn được trọn vẹn ngay, còn có lỗi, còn có vi phạm. Nhưng vi phạm rồi như pháp sám hối lại được thanh tịnh. Đại chúng hiểu không nào? Phật pháp của mình rất hay là có cái phương pháp sám hối. Phật tử thì có thể sám hối với chúng tăng, chúng tăng thì lại sám hối trong đại tăng, và sám hối như vậy có thể được tiêu tội, sạch tội, trở lại được thanh tịnh về giới. Đó, đấy là cái pháp đặc biệt. Một số tôn giáo thì họ có tội, họ đi lấy nước họ rửa tội, hoặc là họ xuống sông Hằng họ tắm cho nó hết tội. Xuống sông họ tắm, họ lấy nước mưa họ gội, họ nghĩ thế là nó hết được tội. Nhưng đạo Phật chúng ta thì biết rằng tội là không phải lấy những cái thứ nước ấy mà rửa được. Tội từ tâm sinh thì phải từ nơi tâm mà diệt, chứ không phải là đi lấy cái vật ở ngoài, lấy nước nọ, nước kia để mà rửa được tội. Không có cái chuyện đó. Mà phải từ cái tâm này, phải tòng tâm mà sám hối mới diệt được tội. Đó, thưa đại chúng. Đấy, thì ở đây nhá, Na Tiên nói rằng một cái bậc hành giả mà gọi là người có giới hạnh, thì chúng ta biết cái việc tu tập giới của một hành giả tu học Phật pháp là cực kỳ quan trọng, là bước đầu tiên, là cái thềm thang đầu tiên cho chúng ta bước lên cái tòa nhà Phật pháp, phải bước lên cái bước thang này, trên cái thềm giới luật này. Phật tử phải giữ giới của Phật tử, năm giới, bát quan trai giới phải tu tập cho tốt. Vào sa di 10 giới, tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Chúng ta phải tu tập cho nó tốt. Đó, thưa đại chúng, không thể nào xem thường giới được. Chúng ta phải kính trọng giới. Trong kinh Đức Phật nói về cái công đức của giới nó rất là lớn. Hôm nay Thầy lược kể cho các Phật tử, vào cho về cái giới thế này. Trong tạng luật nói giới này, kinh Phạm Võng nói thế này: giới như đèn sáng lớn soi sáng đêm tối tăm, giới như gương báu sáng chiếu rõ tất cả pháp. Nghe không?
Thời Đức Phật ấy, có một vị đệ nhất trì giới là Ngài Ubali. Ngài Ubali là một cái người ở cái tầng lớp rất là thấp của xã hội Ấn Độ, gọi là giai cấp Thủ Đà La rồi đấy, hầu hạ, hạ tiện. Đó. Thế nhưng mà Ngài được Phật cho đi xuất gia. Và Ngài xuất gia đương nhiên Ngài không phải cái người bậc trí thức tinh thông gì. Cho nên Đức Phật chỉ dạy cho Ngài giữ giới thôi. Đức Phật dạy giới nào là Ngài giữ chặt giới đấy, không hủy phạm một giới nào từ khi thọ giới. Và cũng do công đức chỉ giới thanh tịnh như vậy mà Ngài chứng được A-la-hán và đệ nhất về giới luật. Đấy, Ngài Ubali. Thì chính chúng ta khi nghiêm cẩn của mình về giới, cứ thường ngày lấy cái gương tâm mình soi xét cái giới của mình, xem giới của mình hôm nay trong sạch chưa, mình còn lỗi lầm gì không, lỗi to cho đến lỗi nhỏ vi tế mình cũng soi, phải không? Giống như cái mặt gương mình lau cho sạch đi, không còn để một vết bụi nào, thì gương nó sẽ lộ, nó sẽ hiện rõ thôi. Đó, cái chân tâm chúng ta cũng vậy, nhờ giới mà lau nó sạch được và chúng ta thành tựu được được thánh giới và thành tựu được thánh tuệ là chỗ này đó. Rất quan trọng, không thể bỏ qua cái việc giới. Dù là tu pháp môn nào, thiền, tịnh, mật, tất cả các pháp môn, không thể pháp môn nào xem thường bỏ qua giới luật được. Bỏ qua giới luật thì Phật Pháp sẽ rối loạn. Giống như một đất nước mà không có pháp luật thì đất nước đó cũng rối loạn. Giới luật Phật là kỳ cương cho tăng đoàn, là kỳ cương cho mỗi vị tu hành, là kỳ cương cho mỗi Phật tử, là giới luật của Đạo Phật đó. Đó, nó quan trọng như vậy đấy, thưa đại chúng. Thì trong luật có nói đến 10 công đức của giới luật. Thứ nhất ý, gọi là nhiếp thủ ư tăng, tức là sao? Có thọ giới, người xuất gia có thọ giới tỳ kheo thì mới trở thành một vị tăng chân chính. Cho nên cái giới luật này ấy là để nhiếp thủ cho người ta trở thành tăng. Đấy, công đức của giới luật đối với Tam Bảo, với chúng tăng nó như vậy đấy. Không có giới luật, chính giới luật là phân chia, nó cũng là đẳng cấp về đấy, thưa đại chúng. Nghe không? Đối với Phật tử tại gia, năm giới, giữ năm giới, giữ năm giới tốt đẹp, khi chết bỏ báo thân này, nhất khoát kiếp sau tái sinh làm người tốt đẹp, có được năm cái phúc báu. Nghe không? Bỏ thân một cái là quay ngay lại làm người ngay, không phải đi lang thang ở cõi nào, không phải tạm trú ở đâu, mà bỏ thân cái lập tức tái sinh làm người, mà chọn đúng cái chỗ tốt đẹp, rất tốt đẹp sinh ra, vừa giàu sang phú quý, vừa đẹp đẽ xinh tươi, vừa có uy tín danh dự, tất cả mọi cái tốt đẹp, gọi là ngũ phúc đầy đủ. Thế còn giữ 10 giới như là chúng sa di chẳng hạn, là chúng sa di 250 giới là vào chúng tỳ kheo tăng đó, thì có phải giới là cái để nhiếp thủ tăng, nhiếp mọi người vào trong tăng, nhiếp cái người xuất gia vào trong tăng được đó. Đấy thì giới luật là như vậy, thưa đại chúng. Thế và chúng ta biết rồi, chính cái giới này nó phân loại chúng sinh ra. Còn dưới cái năm giới này á, là những cái lại thấp hơn, là súc sinh, ngạo quỷ, tất cả. Và đến cái vô giới, không có giới luật đạo đức gì thì sẽ đọa lạc, chắc chắn là vào địa ngục rồi, thưa đại chúng. Cái người mà hoàn toàn không còn giới luật gì nữa, sống một cách bừa bãi, không có một kỷ cương gì. Thế cho nên ấy, chúng ta nhớ là con người là phải có chữ kỷ cương, không thể nào một cách bừa bãi được. Người nào bây giờ sống buông tuồng bừa bãi, nhất khoát người ấy sẽ sa đọa xuống các loài thấp hơn. Đấy, không có giới đức, không giới đức. Cái điều thứ hai của giới luật là linh tăng hoan hỷ. Giới luật có thể giúp cho tăng chúng được hoan hỷ. Tất cả chư tăng cùng nhau kính giới, cùng nhau giữ giới thì nhìn thấy nhau là hoan hỷ. Đấy, những người cùng tu tập giới luật là sẽ rất hoan hỷ. Cho nên giới luật ấy, nó giúp cho tăng được an ổn. Chứ tăng là những cái người mà quyết chí xuất gia và là quyết chí khép mình, rèn mình, tu luyện mình mà lại không có giới luật để tu. Đó. Chứ tăng có phải là một cái chỗ phường chèo hỗn loạn đâu, có phải ở chợ hàng tôm hàng cá đâu. Cho nên khi người mà đã phát nguyện xuất gia là người ta đã có cái chí nguyện muốn được rèn luyện, muốn được tu dưỡng, muốn được vào một cái gì đấy kỷ luật, nề nếp đó. Cho nên chính giới luật là cái kỷ luật, là cái nề nếp để cho người ta rèn. Thưa đại chúng, giống như vào quân đội như thế,
quân đội cũng có bao nhiêu điều phải rèn, vào đảng cũng phải bao nhiêu điều phải rèn để tu dưỡng. Mình muốn phấn đấu, mình tu dưỡng thì có cái để cho mình tu dưỡng, có cái khung để cho mình rèn. Nếu không có khung ấy, mình chả biết rèn cái gì. Đó, thế cho nên cái này giới luật gọi là linh tăng hoan hỷ. Vì có giới luật cho nên khiến cho tăng chúng, khiến cho những người tu hành họ hoan hỷ. Bây giờ Phật tử thấy năm giới quả thật là khó, nhưng mà cái người Phật tử mà tha thiết tu hành thì họ rất muốn được giữ giới. Biết là khó nhưng mình vẫn cố gắng mình giữ. Giữ được một giới nào mình hoan hỷ được cái giới đó. Đúng không các quý Phật tử? Đó. Ngày hôm nay mình thắng được, mình giữ được giới nào mình hoan hỷ lắm. Hôm nay thấy người ta đánh rơi tiền mà mình đáng nhẽ. Mình ấy, đối với người Phật tử ấy, trong luật là cũng dạy người Phật tử là không lấy của rơi đâu. Có nhặt thì nhặt nhưng phải trả lại cho người ta. Nghe không? Tìm người trả cho người mất, chứ không được phép lấy cái của đánh rơi. Thế thì hôm nay mà mình ấy, thấy nhặt được của đánh rơi rồi, như thường trước đây là mình sẽ lấy. Mà hôm nay mình thắng được cái tâm này, mình tìm lại, mình trả cho người bị mất là mình rất hoan hỷ. Đấy, giữ được cái gì tự nhiên tâm mình sinh hoan hỷ. Cho nên giới luật gọi là linh tăng hoan hỷ, giúp cho tăng chúng hoan hỷ, mà không những vậy giúp cho tất cả người tu học Phật pháp hoan hỷ, linh tăng an lạc. Thứ ba là linh tăng hoan hỷ cũng vậy. Thứ tư là linh vị tín giả tín, tức là giới luật sẽ giúp cho một cái người mà chưa có lòng tin khiến cho họ sẽ có lòng tin. Thế này, chúng đã nghe rất nhiều những cái chuyện ở trong đời. Có nhiều người, người ta là Phật tử rồi, nhưng người ta gặp phải một vị tu hành, một vị sư phá giới, chơi bời, vị sư mà đi đánh bạc, vị sư mà đi uống rượu, chơi bời. Họ thối thất lòng tin luôn, mất lòng tin luôn. Có khi họ còn phỉ báng Phật pháp luôn. Thế nhưng mà họ gặp những vị tu hành chân chính, có giới đức thật sự thì họ rất là khoan hỷ, rất kính ngưỡng và lòng tin của họ tăng trưởng. Thế đó, cho nên ở đây á, luật Phật mới nói sao? Giúp cho cái người chưa tin thì sẽ tin. Đó, cho nên ở đâu tăng đoàn nào giữ gìn giới luật trang nghiêm thì sẽ khiến cho tín đồ, cho Phật tử người ta càng tin thêm. Những người chưa tin thì họ lại càng tin. Đó, cho nên đại chúng thấy cái đức của con người nó quan trọng như vậy. Người ta tin mình là vì mình có đức, có phải không? Chứ mình mà thất đức ấy, ai ta tin? Cho nên mình tin được là do mình tu tập giới đức này. Người ta thấy mình chân kính giới đức cho nên họ tin mình. Họ chưa tin họ cũng sinh được lòng tin với mình. Đó, thì cái này đối Phật tử tại gia cũng vậy. Chúng ta ứng dụng cái điều này sao? Cha mẹ ở nhà phải tu cái đức mà. Cha mẹ có đức thì con cái nó mới tin. Cha mẹ không có đức, con cái nó bất kính và bất tin luôn. Nó cũng sẽ nói xấu cha mẹ luôn. Nó sẽ nhiều khi nó còn ác hại cha mẹ. Thế cho nên chính mình làm cha mẹ hay thầy cô ở ngoài trường, thế gian cũng thế, phải giữ lấy cái đức. Có cái đức ấy rồi mới khiến cho người ta tin được. Còn mình mà vô đạo đức, không ai tin mình. Thì chính giới luật nó là cái xây dựng nên cái đạo đức cho chúng ta. Cho nên mới là linh vị tín giả tín, tức là khiến cho cái người chưa tin sẽ sinh được tâm tin kính. Cho nên Phật pháp muốn hưng thịnh thì tăng chúng phải trì giới, Phật tử cũng phải trì giới. Nghe không? Khi tăng chúng trì giới, Phật tử giữ giới thì khiến cho quần chúng nhân dân người ta kính tín Tam Bảo. Người ta chưa là Phật tử, người ta sẽ muốn làm Phật tử. Người ta thấy chị là Phật tử hay lắm, thấy chị rất là đạo đức, thấy chị tuyệt vời lắm, nghiêm túc, trang nghiêm lắm. Thế tự nhiên mình khiến cho người ta cũng muốn làm Phật tử. Đó, đấy có phải mình đang giúp cho Phật pháp hưng thịnh không? Cái điều thứ năm là dĩ tín giả linh tăng trưởng, tức là do giới đức này khiến cho cái người nào đã tin rồi thì lòng tin lại càng ngày càng tăng trưởng. Người nào đã tin thì lại tăng trưởng lớn mạnh thêm. Đây là sự thật. Vì giới đức là một cái gì đấy nó rất là sâu, thưa đại chúng. Có thể đi mãi chưa được hết được cái biển giới đức này. Cho nên ấy, chính vì cái đức tin và giới đức này nó sẽ khiến cho những người đã tin rồi lại tin nữa, lại bước tiếp nữa, lại đi sâu hơn. Nghe không? Cho nên chúng ta thấy giới nó rất vô hình. Nó ở trong tâm chúng ta.
cái tâm mình có đức nó rất vô hình, mà đi vào trong cái vô hình nó đi rất sâu, đi rất sâu, và khiến cho cái người người ta đã tin rồi, người ta lại bước tiếp đi nữa đó. Cho nên cái lòng tin kiên cố vào giới luật nó cực kỳ là vi diệu, nó rất nhiều lợi lạc, thưa đại chúng đó. Cho nên một vị hành giả, một vị tăng sĩ kính quý giới luật, phát tâm trì giới luật, sống chết với giới luật, thì người đó sẽ làm cho đạo pháp hưng thịnh rất nhiều. Những người đã tin thì kiên cố lòng tin, tin thêm cho chặt. Những người chưa tin thì phát khởi lòng tin. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên sức mạnh của đạo pháp chính là ở chỗ đại chúng, tứ chúng biết chỉ giới nhé. Cái điều thứ sáu là giới luật sẽ làm sao giúp cho một cái người gọi là nan điều phục giả, linh điều phục, nghĩa là sẽ giúp cho điều phục được những kẻ khó điều phục, nghe không? Trong một hội chúng chư tăng hay trong một hội chúng Phật tử mà tất cả mọi người đều giữ giới nghiêm túc, thì những người ương bướng, cứng đầu cứng cổ cũng sẽ được điều phục. Đấy, chính giới luật nó có một cái sức mạnh như vậy đấy. Chính cái năng lực của người giữ giới, cả một hội chúng cùng giữ giới, nó khiến cho cái người rất là bướng cũng tự nhiên được điều phục. Thì chúng ta mới thấy đây là cái năng lực của tâm mà. Nhờ, năng lực của tâm ấy, chứ không phải chuyện thường đâu. Đấy, cho nên chúng ta nhớ, oai lực của người giữ giới nó rất là lớn. Nhớ, khi một người kính giới, tín giới, thực hành giới, nó tỏa ra một cái năng lượng rất mạnh, nó nhiếp người khác được. Nhờ, và khiến cho những cái người nào ngang bướng ở trong chúng ấy cũng sẽ dần dần được thuần phục, thuần phục. Cho nên mới gọi là điều phục được cái người mà khó điều phục. Đấy. Cái điều thứ bảy là linh tàm quý giả đắc an lạc, tức là giới sẽ khiến cho cái người mà có tàm quý, cái người biết hổ thẹn, người ta sẽ được an lạc. Chính nhờ có giới đức, có cái giới luật này, cho nên những người biết hổ, biết thẹn ấy, thưa đại chúng, cái người ở đời mà biết hổ, biết thẹn, không phải là hổ này là chỉ là xấu hổ cái kiểu bình thường đâu, mà hổ thẹn là hổ thẹn với cái việc xấu. Khi mình làm việc xấu, việc sai trái, mình hổ thẹn. Đấy, cái người còn biết hổ thẹn như thế là người tốt đấy, thưa đại chúng. Chứ còn ở thế gian bây giờ người ta thường bảo nhau là đứt mất cái dây thần kinh xấu hổ rồi, phải không? Con gái bây giờ cũng thế, mà đi ra chuyện đường là ăn mặc coi như là hở hang hết, nhưng họ chẳng xấu hổ gì cả. Những người không có hổ thẹn ấy, nhà chúng, kém cái hổ thẹn là cái thiện của nó, người kém đấy. Cho người còn nhiều hổ thẹn thì đấy là người tốt, và đặc biệt nhất là hổ thẹn với những cái việc làm xấu của mình. Thế thì ở đây ấy, những cái người mà giàu tâm hổ thẹn ấy, mà có giới luật để cho họ tu tập, thì họ rất là hoan hỷ, rất là an lạc. Vì cái người đó, người ta bám vào giới để người ta tu, để người ta không tội lỗi, người ta không phạm lỗi nữa, thì tâm người ta rất là hoan hỷ. Nghe không? Vì không, trước đây chưa học giới, chưa tu giới, chưa biết, cho nên làm bừa rồi thì rất là hổ thẹn. Vì lúc ấy mình có biết đúng sai gì đâu. Đấy. Trước đây là mình có khi là cứ ăn trộm ăn cắp, có khi là đi lấy được đồ nhiều mà. Ở gần cái kho phân hay là ở gần cái nhà máy xi măng thì cứ sang đào vách người ta lấy trộm xi măng hay lấy trộm phân đạm vân vân, ví dụ thế, lại nghĩ là lấy trộm được nhiều thế là tốt. Lúc không biết giới luật, không biết đấy là sai. Bây giờ mới thấy như thế là sai rồi, và sai rồi, cho nên bây giờ giữ giới người ta thấy hoan hỉ. Đấy, cho nên cái người có hổ có thẹn khi mà có giới để tu tập thì người ta rất là hoan hỉ, rất an lạc. Cái thứ tám là giới luật sẽ giúp chúng ta đoạn được cái hữu lậu hiện tại. Thứ chín là đoạn được hữu lậu vị lai. Đó, tức là tất cả những cái hữu lậu, những cái dò dỉ, những cái điều xấu, những cái ô nhiễm của chúng ta sẽ được đoạn trừ nhờ giới luật. Thưa đại chúng, ngay chư tăng chúng mình bây giờ cũng thế. Nói tu gì? Là đang tu giới luật, tu những cái điều đạo đức rất căn bản đấy, thưa đại chúng. Mình tưởng là tu cái gì cao xa, đầu tiên là tu cái giới luật này, giới đức này. Lấy giới đức này để trừ khử những cái tâm bất thiện của mình. Phải không? Những cái tâm bất thiện của mình nó nhiều lắm, thưa đại chúng. Tuy nhiên gốc là tham sân si, nhưng mà từ cái gốc tham sân si này nó mọc ra đủ thứ cành nhánh vô lượng. Chỉ là tham sân si thôi. Chỉ từ ba cái độc tham sân si này nó mọc ra vô lượng cành lá của nó. Thế nhưng mà chúng ta biết đấy, chúng ta chưa đủ sức mà đốn được ngay cái gốc tham sân si này đâu. Chúng ta phải vặt lá, chặt cành, chặt nhánh,
cho cây nó chết dần, tham sân si nó mới chết được. Chúng ta phải tu như vậy, chứ không phải mình đủ sức là lực sĩ hay là có cái cưa máy vào cắt một phát là đứt ngay được cái gốc tham sân si này đâu. Nghe không? Mà chúng ta là phải tu từ từ. Đó. Thế thì chính giữ giới nó là cái việc giúp chúng ta đoạn trừ cành nhánh lá của tham sân si, gọi là hiếu lậu. Nghe không? Đó, từ cái giữ giới này này, chúng ta thấy là nó sẽ đoạn cho mình đấy. Rất là hay. Và thứ 10, giới luật sẽ giúp cho chính pháp được kiểu trụ, gọi là linh chính pháp kiểu trụ. Đó. Chính giới luật giúp cho Phật pháp được trường tồn. Phật pháp bị mạt, bị suy thoái chính là tứ chúng không giữ giới. Cho nên Thầy rất mong tăng ni Phật tử chùa chúng ta phải đi đầu trong cái việc thực hành giới, giữ gìn giới này. Chúng ta muốn Phật pháp được lâu dài, muốn chống đỡ cho thế gian này, muốn là cái cột chống trời cho cái trái đất này, thì chúng ta phải tu tập giới luật, tu tập giới đức đấy, thưa đại chúng. Trăm người, nghìn người, vạn người, nhiều vạn người cùng tu tập giới, thì chính khí của cái thế giới này nó sẽ tốt lên. Và thiện thần, chư thiên thiện thần ta mới đến ủng hộ cho mình, ác quỷ nó mới đi xa. Chúng ta biết rồi, người giữ giới là ác quỷ nó cũng tránh. Giữ một giới của Phật đã được năm vị giới thần hộ trì rồi, đại chúng biết rồi. Thế mà hàng vạn người cùng giữ năm giới, hàng vạn người cùng giữ 10 giới, 8 giới, thì bao nhiêu vị thiện thần hộ trì? Họ thiện thần hộ trì thì ác quỷ phải đi xa. Cái lẽ tự nhiên nó như vậy đó. Đấy. Cho nên ấy, tại sao mà thế giới bây giờ rối loạn, thế giới bây giờ rất nhiều chuyện? Vì nhân loại không tu giới. Nhân loại không tu giới thì sao? Vì rất nhiều người theo tà kiến, họ có biết giới luật là gì đâu. Họ cho rằng sát sinh vẫn là tốt. Vật để dưỡng nhân, con người phải giết con vật mới đúng. Đó. Họ vẫn làm như vậy. Thế rồi bao nhiêu chuyện rất là bậy bạ. Chiến tranh, tham cướp, tài sản, đất đai, nhiều thứ toàn là phạm vào trong giới cả đấy. Chứ ai ở thế giới này cũng tu giới thì nhất khoát thế giới này nó không xảy ra nhiều chuyện như thế này. Dối trá lọc lừa thì quá trời luôn, đại chúng thấy không? Trên mạng xã hội là lừa đảo nhau, gọi là không biết đằng nào một lần nữa. Quảng cáo dối, lừa dối nhau đủ thứ. Nói dối rất là nhiều, cái sự chân thật nó rất là ít. Cho nên thế giới chúng ta mới xảy ra rất nhiều những cái bất ổn như này, đều vì nhân loại thiếu giới đức. Cho nên mỗi tăng ni, mỗi Phật tử chúng ta tự ý thức được trách nhiệm của mình. Chính mình phải phát nguyện thực tập giới, phải tu tập giới đi. Đầu tiên là cho chính mình, độ mình, sau là độ gia đình nhà mình, rồi sau này rộng hơn độ ra xóm làng nhà mình, rộng hơn cho quốc gia xã hội này. Đó chính là từ tu tập giới này, thưa đại chúng. Cho nên vì giới đức khiếm khuyết, vì giới đức không tốt, cho nên thế giới này xảy ra nhiều điều bất an, không tốt đẹp. Đó, thì cái này thì chúng ta thấy trong Kinh Trường Bộ có nêu ra 5 cái việc lợi ích của việc giữ gìn giới luật. Thứ nhất là người có giới đức sẽ được hưởng gia tài pháp bảo nhờ tinh tấn. Tất cả những ai kính giới, thực tập giới, tu trì giới thì sẽ được hưởng cái gia tài pháp bảo. Chúng ta sẽ được hưởng gia tài pháp bảo Phật pháp đấy. Tức là chúng ta nhất khoát sẽ chứng đạt được Phật pháp. Thứ hai, người có giới đức sẽ được tiếng tốt đồn xa. Đấy là đương nhiên rồi. Hương của người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Thứ ba, người có giới đức sẽ không sợ hãi rụt rè khi đến các hội chúng đông đúc. Người thật tâm có giới đức thì họ đi đâu họ cũng không bị rụt rè, không sợ hãi. Nó lạ như vậy đấy, thưa đại chúng. Nó lạ lắm. Người thật sự nghiêm trì giới luật thì đi đâu người ta cũng không sợ hãi. Vào hội chúng nào, hội chúng đấy là cấp cao, là quan, tướng, họ cũng không sợ. Vào đến cái hàng nào, đội ngũ vào, kể cả vào đến tướng cướp họ cũng không sợ. Không có gì sợ cả. Nó được cái hay vậy đấy. Đấy, đấy nha. Thế cho nên chúng ta phải thực tập cái chỉ giới này. Thứ tư, người có giới đức khi chết tâm không rối loạn. Đấy, người thật sự tu tập giới đức đến khi chết, khi lâm chung, tâm không bị rối loạn.
À, chúng ta nhớ cái này rất là quan trọng. Ai rồi cũng phải chết. Thế còn chết mà hai tay bắt chuồn chuồn, hai chân quơ lên rời thì thưa đại chúng là rối loạn rồi đấy. Nghe không? Không biết gì nữa là nguy hiểm lắm đấy. Những người như thế là cái biểu hiện của cái sự ra đi rất thấp kém. Cho nên chúng ta phải tu tập giới để làm sao đến lúc chết chúng ta an lành, tâm mình không rối loạn, và rõ ràng, định tĩnh, sáng suốt ra đi. Thứ năm, người có giới đức sau khi mệnh chung được sinh về thiện thú thiên giới. Đó, người có giới đức sau khi chết thì được tái sinh vào cảnh giới thiện thú, tức là những cảnh giới lành, cõi người, và hoặc là những cõi thần, hoặc là sinh làm chư thiên. Đó, đi vào những cõi đó, chứ không bị đọa xuống ba đường ác, địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, không bị đọa đó. Cho nên chúng ta nhớ giới luật như vậy đó. Nha. Cho nên Đức Phật mới nói làm sao? Tăng ni phải tôn thờ giới luật, Phật tử cũng phải thực tập giới luật. Đấy, như vậy mới có thể đền đáp tứ ân cứu giúp ba cõi được. Đấy là cái trách nhiệm của chúng ta, bổn phận của những người đệ tử thực hành Phật Pháp của chúng ta đấy. Nha. Thì Tỳ Kheo Na Tiên nói rằng một vị hành giả có giới đức. Đấy, Thầy đang nói cái chuyện có giới đức đấy, tu tập giới đức. Chúng ta phải thấy được cái tầm quan trọng, ý nghĩa của giới luật như vậy. Nó quý lắm. Cái thân này bao nhiêu năm tháng sống buông tuồng, buông thả rồi thưa đại chúng. Phải không? Mấy chục năm rồi, trước đây ta rất buông thả nó, ta cực kỳ buông thả, ăn chơi vô độ, phải không? Chẳng một phút giây gì nghĩ kiềm thúc nó, rèn rũa nó cả. Rất nhiều người như thế, chứ không phải là ít đâu. Nhiều người một đời buông thả. Bây giờ hãy nghĩ đến cái lúc phải rèn rũa nó, phải kiềm thúc nó, phải quản chế nó, chính là lấy giới luật của Phật mà rèn nó. Giới luật của Phật là cái lò, là cái khung để đưa chúng ta vào trong đấy, để rèn, để tôi ở trong đó, để luyện trong đó đó.